mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu của Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp, ngồi lên đùi như tình nhân, đi chơi còn ngủ chung giường. Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp là một trong những cặp bạn thân nổi tiếng trong giới showbiz Việt. Trải qua hơn 17 năm bên nhau, cả hai luôn kề vai sát cánh trong mọi hoạt động nghệ thuật. Tình bạn của ông bầu và người đẹp khiến cộng đồng mạng vô cùng ngưỡng mộ. Nếu là người hâm mộ lâu năm của Ngọc Trinh, ai cũng sẽ biết đến mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu này. Đặc biệt, nữ hoàng nội y không ngần ngại thể hiện những cử chỉ thân mật, âu yếm đối với đàn anh của mình. Cả hai chẳng những ngủ chung giường mỗi khi đi du lịch, mà cô nàng còn thoải mái khi ngồi lên đùi của ông bầu trong các sự kiện lớn. Tính cách hợp nhau, công việc thuận lợi chính là chìa khóa đã giúp mối quan hệ của cặp đôi thêm khăng khít trong suốt thời gian đồng hành. Chưa kể, Vũ Khắc Tiệp còn rất mực bảo vệ gia cưng của mình. Anh luôn đứng về phía chân dài và bảo vệ cô nàng trước các scandal đến từ dư luận. Trong một dịp hội ngộ bạn bè, cặp đôi bạn thân này từng gây chú ý khi cùng ngồi trên một chiếc ghế. Điều đáng nói, ông bầu còn ngã người ra sau người mẫu, khiến cho cả hai không hề có khoảng cách. Khán giả cho rằng hình ảnh Ngọc Trinh, Vũ Khắc Tiệp bên cạnh nhau cười nói vui vẻ với bạn bè trông chẳng khác gì một cặp tình nhân. Mỹ nhân gốc Trà Vinh cũng từng gây chú ý khi có khoảnh khắc thân mật với chàng trai Nam Định. Cụ thể, trong show thời trang của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa vào năm 2019, người đẹp đã ngồi lên đùi của Vũ Khắc Tiệp và tỏ ra rất thoải mái. Về phía ông bầu, anh cũng tự nhiên xem đây là chuyện thường tình. Chưa dừng lại ở đó, cặp đôi bạn thân này còn thường xuyên thể hiện những cử chỉ âu yếm, hôn nhau công khai tại chốn đông người. Dù không hề có tình ý với nhau, nhưng hành động gần gũi của họ cũng khiến người hâm mộ bàn tán xôn xao. Trong những chuyến du lịch xa xỉ, Vũ Khắc Tiệp cũng thường xuyên đi cùng Ngọc Trinh và dành cho người bạn tri kỷ của mình những đãi ngộ có 102. Mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu từng gây sốt bởi loạt ảnh ở chung phòng, ngủ chung giường, như thể đang cùng nhau hưởng tuần trăng mật. Vào tháng 7 năm 2021, nữ hoàng nội y khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi dọn về biệt thự triệu đô của ông bầu sinh sống như vợ chồng son. Cụ thể, người đẹp cho biết Vũ Khắc Tiệp đã chuẩn bị cho mình một căn phòng đặc biệt theo sở thích, kết hợp giữa phòng ngủ và khu vực chứa đồ hiệu đắt đỏ. Cô nàng sẽ ở song song tại biệt thự của mình và đàn anh. Trong một dịp bố mẹ vào thành phố Hồ Chí Minh du lịch, ông trùm giới chân dài còn đưa phụ huynh sang nhà người đẹp để hỏi vợ. Chưa kể, trong vlog đăng tải trên YouTube cho thấy anh chàng được phía gia đình của cô nàng đón tiếp rất nồng hậu. Mẹ của người mẫu còn thân thiết gọi anh là con trai. Mẹ của Vũ Khắc Tiệp còn ngỏ lời hỏi cưới nữ diễn viên vòng eo 56 về làm vợ cho con trai mình. Anh chị cho Trinh với Tiệp lấy nhau không? Tôi coi mấy đứa mà không được đứa nào, toàn quay đầu đi về. Mẹ Ngọc Trinh sau đó cũng vui vẻ trả lời rằng nếu các con đồng ý thì gia đình cũng ủng hộ hai tay, chẳng ép uổng gì cả. Trải qua hơn 17 năm nổi tiếng lẫn tài tiếng, cặp đôi bạn thân này vẫn gắn bó thân thiết bên nhau. Tình bạn tri kỷ của cả hai đã khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mặc dù hiện tại Ngọc Trinh đã rời khỏi công ty của Vũ Khắc Tiệp để ra hoạt động riêng, nhưng bất cứ khi nào ông bầu gọi, chân dài Trà Vinh đều luôn có mặt. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.